Kính thưa các ông chí chủ trì hội nghị, kính thưa các ông chí ủy viên Trung ương Đảng. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giới thiệu, các đồng chí Trung ương đã tín nhiệm bầu và giao cho tôi trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm vinh quang trước Đảng, trước nhân dân, trước lịch sử hào hùng nghìn năm văn hiến của dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới. Tôi xin hứa trước Trung ương, trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng các đồng chí Trung ương kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta và những thành quả mà các kỳ đại hội, trong đó có đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đạt được. Phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn kết tư tưởng và hành động, ý Đảng và lòng dân, tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc hoàn thành các công việc để tổ chức thành công đại hội lần thứ 14 của Đảng, chuẩn bị tốt các dự thảo các văn kiện đại hội, định hướng và chuẩn bị tốt nhân sự các cấp, tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới của đất nước, thừa kế những thành tựu lý luận quan trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo Đảng, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đúc kết đề ra đường lối đúng đắn, đưa đất nước tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 sẽ là tập thể vững mạnh, hạt nhân quy tụ sức mạnh, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, trước hết là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, tạo nên nền tảng vững chắc hoàn thành mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lên lần Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những quyết sách vừa qua trong Đảng chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh của Đảng, củng cố đoàn kết, thống nhất, niềm tin của nhân dân với Đảng. Tôi mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đồng chí Trung ương để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng với sự đoàn kết nhất trí, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và những quyết sách mạnh mẽ, đúng đắn, sáng suốt của Đảng, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc về việc Trung ương và toàn Đảng đã tin cậy giao cho tôi trọng trách vinh quang. Chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa, cái công tác này thì thời gian tới, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ được tiếp tục triển khai mạnh mẽ với các cái mục tiêu, các cái quan điểm, các cái phương châm, các cái nhiệm vụ, các giải pháp như thời gian qua. Trong đó sẽ đẩy mạnh cái phòng chống tham nhũng tiêu cực theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Tập trung phòng chống tham nhũng tiêu cực trước hết là từ những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy lùi cái tham nhũng vặt bằng nhiều các giải pháp cụ thể, mở rộng chống tham nhũng tiêu cực ở ngoài khu vực nhà nước để góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng, bộ máy nhà nước. Phải nói rằng là cái lòng tin của cán bộ đảng viên, của nhân dân, rồi của dư luận quốc tế đối với chúng ta trong công tác phòng chống tham nhũng vừa qua đã tạo được cái sự đồng tình ủng hộ đấy. Và tạo được cái niềm tin của nhân dân đối với Đảng,
tạo được cái niềm tin của cán bộ đảng viên. Vừa qua là Trung ương tín nhiệm và tin cậy vào những cái đường hướng, phương hướng của Đảng. Thành ra là cái sự đoàn kết thống nhất trong Trung ương, trong Đảng và cái uy tín, tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo và các cái cơ quan phòng chống tham nhũng đấy, cũng đã được cái sự tin tưởng rất nhiều. Cái công việc này chắc có lẽ là chúng ta phải làm quyết liệt, triệt để, làm sao đấy chiến thắng được cái giặc nội xâm này.